Thấy chưa, Ninja 4 chưa làm anh em thất vọng. Và bây giờ hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em chiếc Ninja 4 mình có bán luôn nha anh em. Khói đẹp chưa anh em? Mệt mà nha, lẻ lẻ chứ chắc không thư phổi rồi. Thôi thổi tiếp đi, hiểu không? Trả lương cho em mà, em phải thổi cho. Con chó bự quá kìa. Sao con chó này quay clip mà đi vòng vòng đây trời. Lẻ lẻ anh ơi, nó táp đó. Em đi toilet chưa chùi hay sao mà nó đi theo em hoài á. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói sơ về con Ninja 4 này, quá đẹp anh em. Anh em nào mà mua xe này về là như xe mới luôn, rất là đẹp luôn. Giá của nó là chỉ 116.500.000. Nhớ anh em, 116.500.000 là sở hữu này, ngay Ninja 4 cực kỳ mới. Này mình mới mua về luôn á, mới lấy về luôn. Giờ giới thiệu sao ta? Thì đầu tiên là cái đầu đèn đi ha. Cái đầu đèn, biết không ạ? Đầu đèn á, nhìn vô là ấn tượng là hình con sói liền. Nhìn nó giống như nó làm cho mình liên tưởng tới là siêu nhân sói bạc á. Sói bạc chiếu sáng á, đâu vô múa siêu nhân cho anh coi mà. Bay múa siêu nhân à, múa em. Rồi. Ninja 400 này mấy anh em hay gọi nó là 399 á, tại là 399cc á. Đó. Chứ không phải là chạy được 399 nha. Thì con này thì odo mới 9.000 thôi. Cho anh em thấy cái độ mới của nó thì hãy quay gần những cái gai nè, gai chỉ nè. Odo chuẩn là nó như vậy đó, gai chỉ đồ đầy đủ đó, anh em coi trong đó đủ không. Rồi thì tiếp theo là cái chìa khóa của nó rất là mới. Đây chìa khóa zin của nó nè, hai chìa nè, đó rất là mới còn niêm yết luôn. Anh em mua về như đập thùng, giá rất là hợp lý luôn. Thì con này á, ABS trước sau nha anh em, chạy rất là an toàn. Và nó là Sport City. Sport City thì anh em đi chở bạn gái hoặc là đi dạo trong phố nó sẽ không có mỏi tay. Đó, thì ghi đông nó cao lên gì. Ghi đông nó cao lên gì. Đó, thì ở đây mình rất thích cái bảng đồng hồ của nó nha. Bảng đồng hồ có hiển thị số luôn. Đây, đây hiển thị số nè, báo tua nè, giờ giấc luôn nè. Mọi thứ cái đồng hồ rất là ngầu, rất là đẹp. Mình thấy là cái đồng hồ rất là đẹp. Mập đuổi chó đi mập. Ôi, ôi, ôi. Rồi tiếp theo là mình thích, rất thích cái bình xăng của nó ha. Bình xăng của con này rất là đẹp. Nhìn nó rất là kiểu là góc cạnh đó. Nên con này mua mới là 160 mấy triệu nha anh em. Thì giờ mình nói về nữa ha. Thì cái con này tiêu hao nhiên liệu nó tầm gần 30 cây một lít. Nó bằng tiêu hao nhiên liệu của nó bằng gần bằng CBR 250R luôn á anh em. Hồi đó mình có làm một clip so sánh giữa con này. Hồi đó mình có làm một clip so sánh giữa con này và CBR 250R. Thì nó hai con bằng giá nhau. Hai con bằng giá nhau nhưng mà con này nó lại cao phân khối hơn, nhưng mà CBR 250R lại có nhiều công nghệ hơn, ba chế độ chạy, full upside down. Con này không có full upside down. Thì con này 399 phân khối, rất là mạnh. Với phân khối này là anh em đi phượt rất là tự tin luôn. Có thể nói nhìn con này nó có thể đẹp hơn con CBR 500R luôn đó anh em. Thì mấy cái thông số mình đã để trên kia hết rồi, anh em đọc hết rồi. Thì bây giờ không còn nói gì nhiều nữa. Thì bây giờ mình sẽ nói về tư thế ngồi. 1 mét bao nhiêu ngồi được. Zenith, lên là mẫu Zenith. Zenith 1m63 nè. Em ngồi lên, rồi em cho cảm nhận con xe này nó có thoải mái không. Em chạy xe cảm thấy như thế nào. Rồi, chia sẻ cảm nhận đi. Nhẹ, cỏ. Nói chung là nó dễ chạy giống chiếc CBR 250 hồi em chạy đó. Rất là mạnh ha, nhẹ dễ lái. 1m63, chống chân rất là thoải mái luôn. Rồi, mời tiễn vô. 1m6 vô mập. Mập mày chưa tới 1m6 nữa. Vô. Con này hạ phục rồi mà. Con này hạ phục chưa? Vô mập. Vô rồi. Đây, siêu nhân mập ngồi lên con xe Ninja 400.
bụng thì bụng bia à. Rồi khẩu trang gì vậy? Corona à. Đây 1m58 hả mập? Mét nhiêu khai báo thiệt? 1m59. 1m58,9. À, hơi nhón xíu thôi. Vậy anh em 1m55 vẫn có thể chạy ha. Rồi xong, hết nhiệm vụ, ra chơi với con chó đi em. À quên chứ, nãy giờ nói. Anh em thấy áo có đẹp không? Anh em thấy áo có đẹp không? Anh em nào muốn đặt á thì inbox trước cho Minh. Số size, số áo, địa chỉ là có người giao tận nhà. Cái gì nữa ta? Hết rồi, vậy thôi. Phải nhắn tin Zalo cho Minh nha. Zalo Minh thì Minh có để dưới phần mô tả. Qua đây quay cái đuôi cho anh em xem nè. Cái đuôi gọn, đẹp. 63 là ở Tiền Giang đúng không? Tiền Giang chợ gạo đúng không? Ở Tiền Giang đúng không? Sai thôi, anh em sửa giùm. 63 ở Tiền Giang. Thì Tiền Giang thì anh em ở Tiền Giang mà mua về sang tên rất là dễ ha. Còn anh em là thích ký ủy quyền đều ký luôn, xe chính chủ, xe có một đời chủ thôi. Ở đây thích cái đuôi đó nè. Đuôi nó giống vết ngàn ghê ha. Cái phần này nè. Rất là đẹp. Để mở đèn đuôi cho anh em xem. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp luôn. Thì cái tiếng máy của nó thì không có độ bô thì nó cũng nghe không có hay lắm à. Đó, nghe vậy thôi. Thì cái máy của con này nó được cải tiến từ cái máy của con này. Con này chung cục máy với lại Ninja 300. Con này là Z 300, nó chung cục máy với Ninja 300. Còn con này Ninja 400 chung cục máy với lại Z 400. À, rất là đẹp. Xe có sẵn chống đổ nè ha. Có sẵn chống đổ, anh em về chỉ đi thôi. Chống đổ này á, có một cái bát ở trong luôn, rất là chắc chắn. Mình đã mở ra kiểm tra, có một cái bát ở trong rất là chắc. Chống đổ xịn á anh em. Bình dầu nè, dầu còn full hết toàn bộ mọi thứ. Anh em về chỉ đi thôi, không có làm gì hết. Còn anh em nào mà thích bảo hành thì mình bảo hành luôn cho anh em. Tại xe này nó quá mới luôn rồi. Nó quá mới, quá đẹp luôn rồi. Kính chiếu hậu nè, bể ra nè. Không có gì để nói hết. Giờ đâu tới mình ngồi thử coi. Mét 7. Thì đương nhiên mét 6 ngồi thoải mái thì mét 7 rồi cũng thoải mái theo rồi. Rất là thoải mái ha. Ngồi rất là tự tin. Đi lại trong thành phố nó không có mỏi lưng. Anh em nào mà muốn sport mà không mỏi lưng thì chọn dòng này. Có thể đi làm được luôn. Rất là giọt. Đây, thấy không? Trời ơi, ra xe luôn á mập. Để tua lên là dở đầu luôn á mập. Nè. Đó, mạnh lắm. Mạnh. Mạnh 400 phân khối. Còn bảo dưỡng nó thì cũng dễ thôi. Thay nhớt, thay nước mát, chứ nó không có gì khó khăn hết. Cũng nhớt nước mát rồi hết bố thắng thì thay bố thắng. Nói chung nó không có gì đặc biệt, tại vì nó không có nhiều công nghệ. Mà không có nhiều công nghệ thì bảo dưỡng rất là dễ ha anh em ha. Nó vẫn bảo dưỡng như là một chiếc Excite bình thường thôi. Vẫn bảo dưỡng như một chiếc Excite bình thường, nhưng mà có điều là nhớt nó gấp đôi thôi. Đó. Rồi, còn gì đó nói đâu. Anh em nhanh tay thì liên hệ số điện thoại Minh 0916640653 để đặt cọc em này nha. Tại vì quá đẹp rồi. Chỉ có 116.500.000 là sẽ được con xe như thế này. Rất là ok ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker ha. Chúc anh em một ngày thiệt là vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Những anh em mà chưa có xe á thì nhanh chóng sở hữu được con xe mà mình thích nhất, sở hữu được chính đam mê của mình. Nhiều anh em nói là review Ninja 400 rồi, nhưng mà bây giờ mình mới tìm được xe, mới mua được xe thì bây giờ mới review cho anh em. Mua một con xe đẹp rất là khó. Mà đặc biệt là khi mà review cho anh em rồi á thì phải review con xe đẹp, chứ đâu thể nào mà review một con xe mà chạy đã qua sử dụng chạy trụ kia khác là không có được. Cho nên bên mình lúc nào cũng phải là tuyển chọn những con xe mới keng thì mình mới thu về để cho anh em ngắm rồi review, rồi anh em xem clip của xe, rồi anh em có thể sở hữu được chiếc xe nữa. Rất là ok. Bye bye anh em.